Để tiếp tục chia sẻ rằng những căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với tầng lưng ngược, thì buổi sáng ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến rằng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà, cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m và nở hậu chĩa L vuông vức lên đến 5m và được anh chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Trong đó thì mình sẽ có một cái phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại thì mặt tiền phía ngoài được anh chị thiết kế cho mình có những cái bồn bông trang trí rất là đẹp và những cái mảng lan can được làm bằng kính cường lực và phía trên thì mình có một cái mái sắt trang trí cho mình để mình trồng cây cũng như là khu vực sân thượng phía trước thì mình ra vui chơi và hóng mát thì rất là thuận tiện. Và căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông rộng lên đến 6m và đối diện với lại căn nhà của mình là một cái vườn cây ăn trái rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà lại một lần nữa cũng như là con đường ở phía trước để thẳng tham quan về một căn nhà chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý hàng sổ một căn nhà nó có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà lên đến 17m và nở hậu chĩa L lên đến 5m và được anh chị thiết kế với mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược rất là đẹp. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhân tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến nói hàng đi xem. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu quý hàng một căn nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà mình thì phía ngoài sẽ có khoảng sân khoảng hơn 2m này thì đang đợi anh chị chủ nhà hoàn công xong thì anh chị sẽ ráp một bộ cửa cổng ở phía bên ngoài và mình sẽ có khoảng sân này 2m để mình để xe gắn máy. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với lại khu vực gara để xe hơi thì sẽ có thêm một bộ cửa cuốn ở phía trong với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và đây là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Với khoảng gara này thì mình sẽ để tất cả các loại xe hơi vào bên trong. Với sàn nhà được mình được lót gạch đá bóng kính 60m2 và hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá bóng kính 60m2 cao lên kín tường. Và phía trên là mình có đèn led, đèn chiếu sáng trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong thì đến với khu vực cầu thang của căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng gỗ sơn màu đen và mặt đá hoa cương, đá vân mây, có đi hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển đến khu vực phía sau thì sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách thì mình chỉ có một bộ bàn ghế sofa để chị sắm sẵn tặng kèm và kệ để tivi và mình có một cái tivi 65 inch cũng được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và hai bên tường cũng được anh chị ốp than tre trang trí rất là đẹp và hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng trang trí cho căn nhà. Và bên trên thì mình sẽ có thêm cái đèn chùm, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với là khoảng không gian nở hậu cũng như là khoảng không gian giếng trời ở phía sau căn nhà để lấy gió và ánh sáng vào bên trong rất là thoáng và rất là mát. Một bên thì được anh chị thiết kế làm khoảng sân cũng như là giếng trời và một bên thì được anh chị thiết kế làm nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe hơi của căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng thì quý nhà đang xem video, cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Thế nhân tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà nằm ngay trục đường Tô Ngọc Vân, cuối đường Thống Nhất và nằm sát với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và là căn nhà nằm trong khu nhà lầu, đường thông bàn cờ rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà lại một lần nữa để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Khu vực không gian phòng bếp của căn nhà mình. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu một căn nhà. Đang có hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực không gian phòng bếp tầng lửng căn nhà. Phía ngoài thì mình sẽ có những cái lam trang trí và đối chị thiết kế cho mình có những cái bình hoa trang trí vào bên trong rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế để chị sắm sẵn tặng kèm và mình có tủ lạnh cũng như là kệ bếp
Tủ bếp được làm bằng chất liệu gỗ An Cường, rất là bền và rất là đẹp. Bên trong thì mình sẽ có máy hút khử mùi, lọc hút rửa chén bát, kệ để chén bát, máy đong đếm gạo. Như là phía trước mình sẽ có một cái bộ cửa sổ bốn cánh mở ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà view phía trước là một cái sân vừa, một cái vườn cây trái, cây ăn trái rất là mát và rất là thoáng. Và đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp lại một lần nữa để di chuyển lên khu vực không gian lầu 1 của căn nhà, khu vực không gian phòng ngủ phía trước cũng như là không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nhân dân liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Sẽ có tổng cộng tới 4 phòng ngủ thì đã được các chị full nội thất. Cho nên khi quý chàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được chị để lại cũng như là tặng lại hết cho chàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại cầu vượt cầu Bến Phân cũng như là sát với lại quốc lộ 1A, và chỉ cách quận Gò Vấp tầm khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi. Quý hàng có thể sở hữu một căn nhà mới tặng kèm full nội thất, có ga để xe hơi, phòng và mình có một cái con đường thông ở phía trước căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Và từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về trung tâm thì rất là gần, chỉ tầm cỡ khoảng độ 25 đến 30 phút, và mình về sân bay tầm cỡ khoảng 10 đến 15 phút thôi. Quý hàng có thể di chuyển theo trục đường Tô Ngọc Vân hoặc là trục đường Hào Huy Giáp, băng qua trục đường Nguyễn Oanh, mình về trung tâm cũng là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý hàng có thể sở hữu một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4 mét và chiều dài căn nhà lên đến 17 mét và nở hậu chữ L lên đến 5 mét và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Với căn nhà đang có hướng chính là hướng Tây Bắc, chàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì quý hàng đang xem video hãy đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật cho quý hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Đặc biệt là những căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và những căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Với căn nhà này thì khi khách hàng mua về thì khách hàng chỉ việc xách vali về nhận nhà và ở ngay thôi. Khách hàng không cần phải sắm nội thất gì nhiều. Toàn bộ nội thất đã được anh chị sắm sẵn để tặng kèm lại hết khách hàng. Một căn nhà đang có hướng chính là hướng hướng Tây Bắc, sản thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm sát với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với mẫu nhà được thiết kế đẹp và hiện đại như thế này thì đa số là lấy mẫu từ quận Gò Vấp đưa qua. Và để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình những căn nhà đẹp không thua kém gì quận Gò Vấp, và chỉ với giá rẻ gần một nửa so với quận Gò Vấp thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Và đây là khu vực không gian sân thượng phía trước căn nhà, sẽ có một bộ bàn cũng là kệ để mình nhà ra mình vui chơi và hóng mát, khu vực để mình nghỉ ngơi. Và bên trong thì mình sẽ có khoảng không gian phòng thờ và khu vực cầu thang thì mình cũng có giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Mình sẽ có thêm một phòng tắm xông hơi ở phía sau căn nhà để gia đình sử dụng. Với phòng tắm xông hơi này thì anh chị cũng thiết kế với đầy đủ nội thất. Mình có bồn tắm nằm, lavabo rửa chén bát, lavabo rửa tay cũng như là hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sân tắm và phòng tắm xông hơi. Phía sau mình sẽ có khoảng sân để mình phơi đồ, được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng tắm xông hơi của căn nhà cũng là khoảng sân ở phía sau căn nhà. Lại một lần nữa thấy cả tham quan của căn nhà đã hướng chính là hướng Tây Bắc, phố sản thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và là căn nhà
nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cuối đường Thống Nhất và đầu đường Tô Ngọc Vân, cũng như là sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý nhà có thể sống cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà những video tiếp theo.